Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự hôm nay thứ năm, ngày 9 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai công tác phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2019. Anh Ngô Đức Thắng ở xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, nông dân xuất sắc Việt Nam. Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra các phương tiện đường thủy trong mùa mưa bão. Thị trấn Như Quỳnh tự giải tỏa 30 trường hợp vi phạm đất nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội lần thứ 13 của Đảng do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội 13 làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Hưng Yên về công tác xây dựng Đảng, thực hiện Điều lệ Đảng và bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng trình Đại hội 13. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên báo cáo với đoàn công tác về công tác xây dựng Đảng và thực hiện Điều lệ Đảng. Theo đó, tỉnh đã nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của Trung ương gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm, bảo đảm quy trình và quy định. Công tác sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giảm cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Chương trình kiểm tra giám sát hàng năm được thực hiện toàn diện, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, thi hành kỷ luật đảng, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.983 lượt tổ chức đảng và trên 4.900 lượt đảng viên. Công tác phòng chống tham nhũng được quan tâm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội. Tỉnh thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, phát huy vai trò giám sát mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, thường xuyên tiếp xúc đối thoại, giải quyết đề xuất kiến nghị chính đáng của người dân. Tỉnh cũng đã triển khai nghiêm túc Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương. Qua đó, Hưng Yên đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và bình quân chung của cả nước như xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người, chuyển dịch kinh tế, thu ngân sách cũng như quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phát biểu những nội dung liên quan đến tình hình thực hiện các nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6, Trung ương 7, khóa 12, trong đó tập trung vào công tác phát triển đảng viên, phát triển đảng khu vực ngoài nhà nước, công tác đánh giá phân loại đảng viên, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, vai trò của công tác tuyên giáo, mặt trận Tổ quốc trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, những thách thức đối với đội ngũ cán bộ ở Hưng Yên hiện nay, thực hiện các bước đột phá của Hưng Yên cho công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế xã hội, kiến nghị một số khó khăn trong việc thực hiện Điều lệ Đảng, đồng thời đề xuất các ý kiến để bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng trình Đại hội 13 của Đảng cho sát hợp với công tác xây dựng đảng ở địa phương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương khẳng định, Hưng Yên đã thực hiện toàn diện cụ thể hóa các nội dung nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 6 tạo bước chuyển tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, từng bước tạo niềm tin cho người dân. Đồng thời, tỉnh cũng đã đề xuất kiến nghị một số vấn đề đáng quan tâm trong sửa đổi bổ sung Điều lệ Đảng trình Đại hội 13 của Đảng. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương gợi mở những vấn đề cần tiếp tục quan tâm cho công tác xây dựng Đảng của Hưng Yên thời gian tới, như đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao, thực hiện các giải pháp đột phá trong xây dựng Đảng. Có lẽ cái quan tâm đầu tiên và cũng là tiếp tục nâng cao nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, toàn diện hơn, đó chính là cái công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức là một yêu cầu rất cao để mà chúng ta tiếp tục lãnh đạo điều hành đất nước.
với cái trách nhiệm, với một cái cương vị là đảng cầm quyền và đảng lãnh đạo toàn diện đối với đất nước, đối với dân tộc. Vì vậy xây dựng đảng cả về tư tưởng, cả chính trị, cả tổ chức là một yêu cầu quan trọng số một hàng đầu. Và quá trình đó là để củng cố cái lòng tin, cái quan hệ giữa đảng với nhân dân. Thì đây là vấn đề mà chúng ta phải tiếp tục. Và quan trọng nhất là gì? Là quá trình xây dựng đó thì phải đáp ứng được yêu cầu tình hình mới. Đó là phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Vấn đề thứ hai cần phải quan tâm là chúng ta sẽ lựa chọn trọng tâm đột phá gì. Hôm nay Hương Yên cũng góp ý nhiều ý kiến, nhưng mà trọng tâm thì cũng là những vấn đề cơ bản mang tính chất bền vững đối với công tác xây dựng đảng. Còn đột phá, tôi vẫn nghĩ phải chọn khâu yếu nhất để đột phá. Và cái khả năng, cái tính khả thi của đột phá này là phải khả thi. Để sau một năm năm á, quay trở lại thấy rằng những đột phá này là chọn đúng và nó tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng. Điểm thứ ba là nâng cao năng lực cán bộ này, tổ chức cơ sở đảng này, chất lượng đảng viên này, phát triển đảng viên này trong tình hình mới thì đều là những vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Và ở đây á, nhấn mạnh cái nhóm cán bộ là người đứng đầu, cán bộ quản lý lãnh đạo là rất là quan trọng. Nhưng mà muốn giải quyết vấn đề này thì tôi nghĩ cũng phải có sự đồng bộ. Mình chính sách đối với công chức xã như thế nào? Chọn lựa cán bộ xã ra sao? Thì những vấn đề này phải tiếp tục để làm sao cho đồng bộ. Bởi vì khi một người công chức mà người ta đủ năng lực, người ta đủ đạo đức thì phải được tuyển chọn đúng. Đầu vào phải tốt. Hai nữa, cái quá trình người ta làm việc thì người ta cũng phải có điều kiện để người ta toàn tâm toàn ý cho công việc. Đào tạo cán bộ trẻ cũng là một vấn đề mà chúng ta phải quan tâm. Bởi vì rồi sự chuyển giao thế hệ là nó là quy luật. Nếu mà chúng ta không chuẩn bị tốt thì những thế hệ sau này người ta tiếp nối như thế nào cũng là vấn đề đối với đảng. Đồng chí trưởng ban dân vận trung ương cũng ghi nhận những kiến nghị đề xuất của tỉnh trong công tác xây dựng đảng và thực hiện điều lệ đảng để tổng hợp báo cáo với tiểu ban văn kiện đại hội 13 của đảng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, đồng thời khẳng định Hưng Yên sẽ tích cực thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí trưởng ban dân vận trung ương và các nghị quyết của trung ương để xây dựng đảng bộ vững mạnh và sớm đưa tỉnh Hưng Yên trở thành một địa phương phát triển toàn diện. Sáng nay, tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác thả cá phóng sinh, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh năm 2019. Đây là hoạt động thường niên của tỉnh nhằm đưa một lượng cá giống ra môi trường tự nhiên, bù đắp lượng thủy sản đã đánh bắt, cân bằng môi trường sinh thái, tạo nguồn lợi thủy sản cho hệ thống sông ngòi nội đồng. Tại hội nghị, ban tổ chức đã tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tăng ni Phật tử và người dân về việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, ngăn chặn và giảm thiểu sự phát tán những loài thủy sản ngoại lai xâm hại ra môi trường. Khuyến cáo bà con không đánh bắt vào mùa cá sinh sản, loại trừ các biện pháp khai thác thủy sản tận diệt như dùng sung điện, lưới quét mắt siêu nhỏ. Ngay sau hội nghị, các đại biểu đã phóng sinh trên 200.000 con cá giống, gồm cá chép và cá rô đồng tại sông Cửu An. Đây là những loài cá có khả năng sinh sản nhanh trong môi trường thủy lợi nội đồng, phù hợp với điều kiện tự nhiên trên địa bàn tỉnh. Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, Tổ hợp tác cây giống thôn Mãn Hòa, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần ổn định đầu ra cho sản phẩm, tạo thu nhập khá cho các thành viên. Tổ hợp tác cây giống thôn Mãn Hòa hiện có 11 thành viên, trồng 35 mẫu cây giống, giống cây được trồng chủ yếu là cây bưởi, nhãn, ổi, cam. Tham gia tổ hợp tác, các thành viên được trao đổi khoa học kỹ thuật, sản xuất cây giống đảm bảo chất lượng đa dạng các loại giống cây cung cấp ra thị trường, đặc biệt còn được hỗ trợ yên tâm về đầu ra của sản phẩm. Trung bình một năm, tổ hợp tác tiêu thụ khoảng 280 vạn cây giống ra thị trường khắp cả nước với giá bán trung bình 50.000 đồng một cây tùy từng loại, ước thu 14 tỷ đồng. Trừ chi phí mỗi năm, các thành viên thu lãi từ 200 triệu đồng đến 2 tỷ đồng. Cần cù chịu khó, khát khao vươn lên làm giàu cho gia đình quê hương, anh Ngô Đức Thắng, thôn Cốc Khê, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động đã xây dựng thành công mô hình VAC và được vinh danh là nông dân xuất sắc Việt Nam năm 2018.
Năm 2002, anh Thắng xây dựng trang trại VSD, ban đầu chỉ với diện tích hơn 2 mẫu, ruộng lúa trũng kém hiệu quả, chuyển đổi sang trồng cây ăn quả và chăn nuôi vịt. Nay trang trại của anh được mở rộng với quy mô 37 mẫu, trong đó nuôi trên 8.000 vịt đẻ và 20 máy ấp trứng, ao thả nhiều loại cá truyền thống như chấm, chép, trôi. Bên cạnh các loại cây trồng như bưởi, cam, anh còn trồng giống na ít hạt và nhãn sớm, trừ chi phí một năm anh thu lãi trên 7 tỷ đồng. Cùng với việc trực tiếp sản xuất, anh còn bao tiêu sản phẩm cho 40 hộ dân tại địa phương, tạo việc làm cho 25 lao động và giúp đỡ hàng chục hộ thoát nghèo. Người nông dân ngày nay thì thứ nhất là mình phải có một cái am hiểu về thị trường, đoán nhận được trước cái rủi ro của thị trường. Từ đó thì mình tránh được những cái đó, và thứ hai là nó phải có cái lòng đam mê về công việc thì mới thành công được. Để giúp đỡ những người nông dân tại địa phương phát triển kinh tế, làm giàu, năm 2017, anh Thắng và một số hộ thành lập ra chi hội nghề nghiệp Phạm Ngũ Lão. Đến nay, chi hội có 40 thành viên. Thông qua việc sinh hoạt, các thành viên thường xuyên được học hỏi, trao đổi khoa học kỹ thuật, giúp đỡ nhau trong sản xuất. Nhờ đó, mỗi năm, chi hội thu lãi trên 70 tỷ đồng. Ông Thắng thì là chi hội trưởng, chi hội nghề nghiệp của xã Phạm Ngũ Lão, là một người năng động, thế mà nhiệt tình trong lĩnh vực là giúp đỡ các thành viên. Là thứ nhất là khó khăn, thứ hai là vốn và thứ ba là kỹ thuật. Và cái thứ tư là gọi là bao tiêu đầu ra con giống của chi tổ hội nghề nghiệp chúng tôi. Nhờ cần cù chịu khó, nhạy bén với thị trường, anh đã làm giàu cho gia đình và xây dựng được một tập thể vững mạnh, đoàn kết trong trợ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Năm 2017, anh Ngô Đức Thắng đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3 và được vinh danh là một trong 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, do tích cực triển khai thực hiện nhiều biện pháp nên chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, thị xã Mỹ Hào đã thu được gần 4 tỷ đồng tiền đất dôi dư bổ sung ngân sách nhà nước và chi trả các khoản xây dựng nông thôn mới. Thị xã Mỹ Hào đã tiến hành lập hồ sơ đất đai dôi dư cho 16 trường hợp theo trình tự thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Theo đó, đã thu được gần 4 tỷ đồng tiền đất, bao gồm cả phí và lệ phí trước bạ. Có hai đơn vị hành chính của thị xã thu được cao là phường Bần Yên Nhân và phường Nhân Hòa. Đây là hai đơn vị nằm ở khu vực trung tâm thị xã mới được thành lập. Được biết, từ khi luật đất đai sửa đổi bổ sung năm 2013 có hiệu lực thi hành, đến nay, Mỹ Hào đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được trên 500 trường hợp, thu gần 56 tỷ đồng. Thực hiện chủ trương phát triển mạng lưới giao thông để xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, nhân dân huyện Phù Cừ đã tình nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động để làm đường giao thông liên thôn. Chỉ tính riêng trong năm 2018, toàn huyện đã hiến được gần 4.000 m2 đất thổ cư để mở rộng đường thôn xóm. Nhờ tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, trong năm 2018, nhân dân trong huyện hiến được 3.770 m2, trong đó nhân dân thôn Ải Quan, xã Minh Hoàng đã hiến 250 m2 đất thổ cư, nhân dân thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến đã hiến 520 m2, 300 hộ dân xã Tam Đa đã hiến 3.000 m2 đất thổ cư để làm đường huyện 64. Từ đầu năm 2019 đến nay, 26 hộ dân thôn Ngọc Trúc, xã Minh Hoàng đã hiến 1.720 m2 đất để làm đường huyện 86. 71 hộ dân thôn Hoàng Các, xã Tiên Tiến hiến 2.500 m2 đất để cải tạo, nâng cấp đường huyện 85. Thôn Tam Đa, xã Tam Đa và thôn Thị Giang, xã Nguyên Hòa hiến 625 m2 làm đường huyện 64. Hệ thống đường giao thông được nâng cấp, rộng đẹp đã giúp cho việc đi lại thông thương hàng hóa của nhân dân được thuận lợi, góp phần thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, người dân thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm đã tự giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Thị trấn Như Quỳnh có 56 trường hợp vi phạm hành lang công trình thủy lợi khu vực kênh Bắc Văn Lâm thuộc địa phận thôn Minh Khai. Các vi phạm chủ yếu là xây dựng xưởng sản xuất, kho chứa hàng hóa với tổng diện tích hơn 18.000 m2. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và chấp hành quy định pháp luật, đến thời điểm hiện tại đã có 30 trường hợp người dân tự giải tỏa công trình vi phạm. Đối với các hộ dân vi phạm còn lại, thị trấn Như Quỳnh đã tổ chức cưỡng chế giải tỏa theo đúng trình tự pháp luật. Trước mắt là chúng tôi chỉ đạo giao cho thôn
phải quản lý chặt chẽ. Thứ hai là sẽ báo cáo ủy ban huyện và cũng đề nghị với các doanh nghiệp thì hỗ trợ với địa phương để làm sao quản lý quy hoạch để chống cho nhân dân tái lấn chiếm và sau này. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy trước mùa mưa bão, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức đợt cao điểm kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các bến khách, bến bốc xếp hàng hóa trên sông Hồng và sông Luộc trước mùa mưa bão. Qua kiểm tra 18 bến thủy nội địa, đội Thanh tra Giao thông đường thủy đã phát hiện lập biên bản xử phạt hành chính 4 bến do chưa đảm bảo phòng chống cứu nạn và thiếu phao cứu hộ, đảm bảo an toàn cho hành khách trên sông. Đoàn cũng đã kiểm tra 14 bến và lập biên bản 7 bến khai thác tập kết vật liệu xây dựng không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn nhưng vẫn hoạt động. Cùng với đó, đoàn kiểm tra cũng tăng cường tuyên truyền và kiểm soát việc chấp hành quy định của các phương tiện kinh doanh đường thủy, các bến khách qua sông, thực hiện hiệu quả đồng bộ các biện pháp để phát hiện và xử lý vi phạm về vận tải hành khách, tăng cường công tác kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện quy định cũng như bảo đảm an toàn cho hành khách, chủ phương tiện, các đơn vị kinh doanh đủ điều kiện và các thuyền viên, người lái phương tiện thủy, chủ bến khách ngang sông nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho hành khách trong mùa mưa bão. Trên một số tuyến đường tỉnh và quốc lộ đang xảy ra tình trạng các hộ kinh doanh buôn bán tự ý lắp đặt biển quảng cáo cố định lấn chiếm hành lang giao thông và công trình thủy lợi. Đường 386 từ La Tiến về thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ mới được nâng cấp và đưa vào sử dụng, nhưng đã có hàng chục trường hợp các hộ dân tự ý lắp đặt biển quảng cáo cố định vi phạm hành lang giao thông và công trình thủy lợi. Nhiều nhất tại xã Nguyên Hòa có trên 10 trường hợp. Tại quốc lộ 38, đoạn qua huyện Phù Cừ đã xảy ra tình trạng tương tự. Để xảy ra tình trạng trên là do cấp chính quyền cơ sở thiếu kiên quyết quản lý không nghiêm. Mặc dù cấp chính quyền đã nhắc nhở, nhưng các hộ vẫn cố tình vi phạm. Việc tự ý lắp đặt biển quảng cáo cố định trên đất hành lang giao thông không chỉ gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông mà còn gây mất mỹ quan đô thị. Trước tình trạng trên, đề nghị cấp chính quyền cơ sở cần có biện pháp ngăn chặn, yêu cầu các hộ dân tự giác tháo dỡ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các hộ dân không tái vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đã có nhiều trường hợp mắc nghiện ma túy, nhưng nhờ sự động viên của gia đình, cộng đồng xã hội và nghị lực bản thân đã cai nghiện thành công và trở thành người có ích cho cộng đồng xã hội. Em Nguyễn Đức Quảng, thôn Tân Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ là một ví dụ. Em Quảng bị lôi kéo vào con đường nghiện ma túy từ khi bố mất do tai nạn giao thông, mẹ đi bước nữa, để lại em sống một mình trong căn nhà heo hút, 18 tuổi không nghề nghiệp. Với tâm lý đua đòi của tuổi mới lớn, em bị bạn bè xấu lôi kéo, sử dụng ma túy và bắt đầu nghiện ma túy. Thấy được hoàn cảnh Quảng là đứa trẻ ngoan, hiền lành, nhưng do bị như vậy, bà con làng xóm, gia đình, người thân và công an xã đã động viên quyên góp ủng hộ và quyết tâm đưa em đi cai nghiện tại cơ sở điều trị nghiện ma túy để em làm lại cuộc đời. Hiện nay, em đã từ bỏ ma túy và từng bước hòa nhập tốt với cộng đồng, tích cực hăng say lao động, sản xuất để trở thành người có ích cho xã hội. Trong cái thời gian điều trị thì em cũng thấy là trong mấy cái tháng đầu vào thì trong người nó cũng khó chịu, cũng không được ổn định. Nhưng mà sau cái thời gian qua rồi thì em thấy đầu óc cũng rất là thoải mái. Thì em cũng học hỏi được nhiều điều hay của các thầy, rồi các anh, rồi các cô dạy bảo em từng chỗ, từng lúc ăn, lúc ngủ, từng chỗ đứng, ngồi. Em cố gắng trở thành một người có ích. Ngoài sự quan tâm giúp đỡ của người thân, thì bên cạnh đó một yếu tố vô cùng quan trọng là sự quan tâm của chính quyền, bà con thôn xóm. Tôi đã phát động cái phong trào là xã hội hóa đưa người đi cai nghiện tại trung tâm cai nghiện của tỉnh. Thì trong năm 2016 tôi đưa được 6 em vào trung tâm cai nghiện. 2017 chúng tôi được 8 em. 2018 thì chúng tôi được 7 em. Tháng 4 2019 chúng tôi đã được 3 em. Thì chúng tôi đưa được các số đối tượng vào trung tâm cai nghiện thì cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn giảm rõ rệt. Thì qua đó là nhân dân rất phấn khởi. Nghiện ma túy không phải là mất tất cả. Nếu mạnh dạn nhìn nhận những sai lầm và có quyết tâm, người nghiện hoàn toàn có thể đoạn tuyệt với ma túy và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tòa án Nhân dân thành phố Hưng Yên vừa đưa ra xét xử lưu động công khai hai vụ án hình sự sơ thẩm.
Vụ án thứ nhất xét xử đối với bị cáo Phạm Xuân Hậu, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại số nhà 321 đường Điện Biên, phường Quang Trung, bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 1 năm 2019, tại trước cửa số nhà 17/12 đường Phạm Ngũ Lão, phường Quang Trung, Hậu bị bắt vì đã có hành vi tàng trữ trái phép 0,197 gram heroin nhằm mục đích sử dụng. Vụ án thứ hai xét xử đối với bị cáo Trần Mạnh Trung, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại số 3, đường Đinh Điền, phường Lam Sơn, về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 27 tháng 7 năm 2018, mặc dù biết chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 Plus trị giá 6 triệu 200 nghìn đồng là do Đinh Công Tráng đã trộm cắp mà có, nhưng Trung vẫn mua của Tráng với số tiền 1 triệu đồng. Khoảng 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2018, Trần Mạnh Trung có hành vi tàng trữ trái phép 2,9 gram heroin và 19,4 gram methamphetamine để sử dụng thì bị công an phát hiện và thu giữ. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Xuân Hậu 2 năm 3 tháng tù giam và Trần Mạnh Trung 9 năm 6 tháng tù giam. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.